Quạt điều hòa hơi nước AC120-15F của Media điều khiển từ xa. Quạt này nó có tắc bộ bán kèm, nó là nó được tăng hai viên đá khô, hai viên đá khô này, đây là hai viên đá khô được tăng kèm. Xem tổng quan về máy. Quạt này thì có các chức năng như sau: nút nguồn bật lên, chế độ chọn chế độ quạt nhẹ bình thường, quạt lớn, chế độ hàn giờ, chế độ hàn giờ đây, chế độ này là chế độ gió bình thường, chế độ gió tự nhiên, chế độ gió ngủ, chế độ lọc khí ông, lọc không khí, và chế độ làm mát. Trước quạt này có chức năng là cận đưa lên đưa xuống. Rồi xoay trong xoay. Nhìn cả cạnh bề dài này thôi, nhưng mà thực ra mọi quạt trong khúc này có ba cánh khúc này là quay cái là để nước hoa bỏ vào đây cho thơm thơm luôn đây. Hương thơm nó phả vào đây này. Quán nó có hay là có cái chém nước ngoài này, đây là hết nước các bạn, ngoài chém nước đây mực, có mực đo nước đây, đo nước min mắc min mắc bảo bên này 15 min bên này chứa được 15 lít nước ạ, không thông báo nhà sản xuất. Sau đây là chỗ mình mở lên bỏ đá khô lọc đây, cho đá khô vào đây. Bật lên còn chế độ gọt thương, bật chế độ mã hơi mát, nó hút nước lên và phá vỡ đây tiếng là chị em. Quả này nó có một cái dở là cái này nó khép kín được mà phải điều khiển bằng tay. Bụi ở nhà mặt tiền thì bụi bao nhiêu thì hơi vất vả cho mình. Đây có cái vòi xả nước bẩn. Quạt này mình mua ở điện máy xanh. Quạt này khi mà các bạn mua thì được chế độ bảo hành 1-1 trong vòng 1 năm. Bất cứ trường hợp hư hỏng như điện máy xanh họ sẽ đổi một mới các bạn. Mặc dù đắt hơn tí nhưng mà chế độ bảo hành là ok đó.
đèn nhìn điều khiển từ xa sẽ móc nhiều ốc này thì nó có cái chế độ giống như trên này luôn, tắt này. Mở chế độ tròn đầy đủ hết. Xin chào.